Chào nhà, hiện tại mình mới về con Oppo A53 này, có tên gọi quốc tế nó khác, nó là A32. Khi chúng ta check email nó sẽ ra A32s nha mọi người nhé. Ở đây thì bảo hành cho mọi người thời gian là 6 tháng. Con này thì màn hình của nó, mọi người thấy không? Đây là màn hình đục lỗ. Dạng này là dạng phổ thông nhất bây giờ rồi nha mọi người nha. Có nghĩa là dạng bây giờ là đa phần là máy nào nó cũng dùng cái màn hình đục lỗ này là thời thượng rồi. Cái này thì camera của nó là chụp ảnh, nó gọi là được khoảng tầm nếu mà theo về cái máy đời cao nhất của nó bây giờ giống kiểu iPhone 15 ấy, thì nó sẽ khoảng tầm được 50% thôi nha mọi người nha, nó không được nét lắm đâu. So với cái giá tiền của nó thì nó dễ hiểu thôi, nó tương đối thôi nha mọi người. Con này thì màn hình của nó là rộng 6,52 inch, sạc của nó là sạc Type-C nha mọi người nha, vẫn có jack cắm 3.5. Loa của nó là ngoài ở đây, sau lưng nó sẽ có ba camera và một cái đèn flash. Ngoài ra thì cái này sẽ có bảo mật bằng vân tay và bảo mật bằng khuôn mặt nữa. Ở đây khi chúng ta vào phần cài đặt đấy thì máy nó sẽ hiển thị đó là Oppo A53. Con này thì sử dụng cái RAM 8GB bộ trong là 256 là không đúng nhá. Con này thì muốn mọi người muốn xem, mọi người check cái phần CPU Z, nó sẽ ra RAM 4GB bộ trong là 128GB thôi. Chip Snapdragon 665 nó gọi là tương đối ổn định rồi. So với cái giá tiền là 1,5 triệu chúng ta phải chơi game lướt web thoải mái, không bao giờ sợ loát đứt đơ gì cả. Con này tầm tiền này là hợp lý lắm rồi mọi người nha. Giá của nó còn tầm 2 triệu mấy ấy. Mình thấy mọi người bán 2 triệu mấy, mình bán cho mọi người là 1,5 triệu là giá rẻ nhất có thể rồi nha. Con này thì chúng ta có cái máy này, nó sẽ có hai màu sắc, đa phần là màu đen và màu xanh nhạt. Ở đây thì nó có một cái màu gọi là màu màu xanh lẫn chuối, nhưng mình cũng không thích bán cái màu này nên mình bỏ màu này nha. Mình chỉ bán hai cái mẫu này thôi. Con này thì mình sẽ thử cho mọi người nghe cái loa con này giống như nào. Mình vừa thử chụp ảnh này, thử loa cho mọi người này. Khi chúng ta bật cái camera sau ấy, thì nó sẽ chụp ảnh có hai chế độ là chân dung nữa. Quay video thì ở đây mọi người sẽ chỉnh lên cái tốc độ của nó và phần cài đặt nha. Mọi người lên cài đặt lên cái độ cao nhất, phân giải cao nhất cho nó là 1080 đi. Chụp ảnh ấy, thì mọi người sẽ chụp ảnh camera trước ấy, thì cái vòng camera nó sẽ sáng một điểm ở đây. Đây mình sẽ cho mọi người xem này, bật camera trước này. Đó. Mọi người thấy không? Thấy cái đèn LED chạy xung quanh. Ở đây thì máy này thì chúng ta sẽ nghe thử cái loa trong phần YouTube đi ha. Ở đây này xem video thì ngon lắm luôn, không phải đợi loát cho mọi người. Lần đầu tiên thì chúng ta sẽ đợi loát một chút xíu, còn lần sau không phải, không cần. Nghe thử cái loa nó tí cho mọi người. Có Shopee, rất nhiều mã free ship lên từ 0 đồng. Free ship extra đến 300 ngàn bắn thẳng vào ví, đặt hàng liên tỉnh, liên vụ được giảm đến. Sắp đến Giáng sinh là cuối năm 2023 rồi nha mọi người. Đây là ngoài của nó này. Con này thì mọi người muốn mua cái dòng máy mà hiện đại dành cho bố mẹ dùng này, hoặc là chúng ta có thể chơi lướt web, chơi game, tất cả mọi thứ thì chúng ta mua con này khoảng 1,5 triệu là giá rẻ nhất mình có thể bán cho mọi người rồi nhá. Sẽ tặng ốp lưng, tặng cường lực và tặng sạc nhanh cho mọi người để sạc nhanh hơn. Những cái dòng máy này có sạc nhanh rồi, pin của nó dung lượng là 5.000 nhá. Rồi xin chào lại video tiếp theo.